Thanh Xuân và chú rể Văn Đồng xin phép chính thức được bắt đầu cho những tiếng vỗ tay của tất cả quý vị. Lời cho hai nhân vật chính sẽ được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, vỗ lên chào mừng trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, để mở đầu cho câu chuyện tình cưới ngày hôm nay, cho phép chúng tôi gửi tới quý vị hai từ định mệnh. Thưa quý vị, định mệnh là hai từ thật đặc biệt. Nó đưa chúng ta đến những nơi cần phải đến, gặp những người cần định. Và chúng tôi xin được cảm ơn bộ phận bán pháo mặt đất đã tôi lên bộ phận của hội trường, cũng như giúp cho cả tôi lượng thức. Hai bà thông gia đang làm lễ là chia lễ nhận lễ. Hai cô đỡ cái lễ lên đi ạ. À, lễ của nhà cha. Hai cô nghiêm cái chữ hỷ là thiếu kính ạ. À, ôi chú rể. Chưa mở vội ạ, chụp một cái lễ này chưa bác. Bác trai bác ngồi xuống cho cháu, bác ngồi xuống đi ạ. Hai cô nhìn vào đây ạ, nguyên là cháu này. Bác này bác kéo cái ghế sát vào chút đúng không ạ? Mẹ của cô dâu là mặc váy màu xanh. Hai cô nhìn đây giúp cháu nào. Mẹ cô dâu xoay người ra cháu một chút. Không, quay ra, quay xoay ra. Áo dài rồi. Cô xoay ra người. Không, quay ra. Hai bên đang... Đúng rồi ạ. Nhìn đây giúp cháu này. Bọn lễ. Nhìn đây ạ. Trước sự chứng kiến của hai họ. Cả nhà ơi, nhà mình cho cháu xin một tràng vỗ tay có không khí đi ạ. Bây giờ cô mở cái lễ đi ạ. Cô dâu rể đứng ở cạnh mẹ đi. Lễ này... Đứng hai bên đi. Quay để chia sẻ với quý vị các bạn xem. Phần trao lễ xin dâu. Cô dâu đứng bên mẹ đẻ chia sẻ với quý vị các bạn. Đấy ông trưởng đoàn nhà trai là đang để sang bên này đi ạ. Đúng. Hai bà thông gia chia sẻ tiếp quý vị các bạn. Mẹ ông ơi, ông ngồi dựa lưng vào ghế giúp con một chút ạ. Mặc áo dài màu đỏ. Mẹ của cô dâu Thanh Xuân. Cô ơi, cô bên nhà trai, cô xoay người ra rồng kính một chút nhé cô nhé. Cô xoay người ra, quay, không. Đấy, theo phong tục tục lệ thì lễ xin dâu được nhận sẽ đưa lên bàn thờ ra tiền để thắp hương. Phía bên dòng camera mà áo đỏ là toàn bộ là nhà gái, phía này là nhà trai, có cả cụ ngoại cụ nội để chứng kiến cho lễ thành hôn của Đông và Xuân. Cảm ơn việc bạn và ta tiên sẵn sự chứng kiến của hai họ nhà trai và nhà gái. Chú rể Đông và cô dâu Xuân đang đi mời nước hai họ. Chia sẻ với quý vị các bạn, đây là ngoài rạp đang được tổ chức lễ du quỷ. Các bạn bè nam nữ thanh niên đang ngồi giao lưu trước để chờ cô dâu và chú rể ra để làm lễ. Chia sẻ quý vị các bạn,
đại diện của nhà gái đang gấp đáp lễ nhà trai. Sẵn sàng đó, và lúc này đây cũng chính là lý do để chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố đại lễ vu quy của cô dâu Khánh Xuân và chú rể Văn Đông xin phép chính thức được bắt đầu trong những tiếng vỗ tay của tất cả quý vị. Quan trọng nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay và ấn tượng đầu tiên với tất cả quý vị, không biết rằng cô dâu chú rể của chúng ta họ có đẹp đôi không ạ? Có đẹp đôi. Nhìn về sở thích, và trong khoảnh khắc này thì chúng tôi cũng xin được mời lên sân khấu ông Nguyễn Văn Ninh và bà Nguyễn Thị Thống là song thân phụ mẫu của cô dâu sẽ hiện diện tại sân khấu này để cùng trao gửi những yêu thương cũng như dành những lời chúc mừng tốt đẹp tới anh cùng người bạn của mình. Xin được cô dâu và mẹ cô dâu lên trao quà, lên trao quà cho đôi bạn trẻ. Thưa quý vị, như vậy trên sân khấu lúc này đây đang là sự hiện diện trang trọng. Cảm ơn món quà đến từ bố mẹ, và xin mời bố mẹ hãy cùng lắng lại sân khấu để lưu giữ lại khoảnh khắc tươi, để cùng lưu giữ lại khoảnh khắc này thêm phần trọn vẹn hơn nha. Các bạn, đây là màn hôn, mặc áo dài màu xanh và bà ngoại mặc áo dài màu đỏ. Và sau món quà này, chúng tôi cũng xin được mời món quà đến. Chia sẻ quý vị các bạn, đây là bà nội mặc áo dài màu xanh, bà ngoại mặc áo dài màu đỏ, và bố mẹ cô dâu với cô dâu và chú rể Thanh Xuân và Văn Đông. Quý vị các bạn, đây là chú thím của cô dâu lên chào quà cho đôi bạn trẻ. Những món quà về vật chất mà họ còn nói nhiều hơn nữa, món quà về mặt tinh thần bằng chính sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý, những thành viên của hai bên gia đình. Và với điều tuyệt vời như thế này thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ xứng đáng chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Đây là cậu và bác lên chào quà cho cô dâu và chú rể. Anh chị em bên nội ạ cũng sẽ hiện diện tại sân khấu này. Chia sẻ quý vị các bạn, đây là tại nhà gái. Hôm nay là ngày vui của hai cháu, tôi là bà nội của hai cậu. Tôi xin kính thưa hai họ, nhà trai và nhà gái. Hôm nay là ngày vui của hai cháu Đông Xuân. Bà nội đang phát biểu. Bà nội của cô dâu đang phát biểu. Chúc hai họ đang mạnh khỏe, vui tươi sống vui bên con cháu. Đây, chia sẻ quý vị các bạn, cô dâu và chú rể bắt đầu lên xe hoa. Cô dâu Thanh Xuân bắt đầu lên xe hoa rồi để về nhà chồng làm lễ tổ chức lễ thành hôn cho chú rể Xuân Đông. Video chia sẻ quý vị các bạn. Xin phép chào quý vị và các bạn được dựng video chia sẻ về lễ vu quy của cô dâu Thanh Xuân và chú rể Văn Đông tại đây. Xin cảm ơn bà về những lời chia sẻ, những lời dặn dò vô cùng chân quý, và xin được cảm ơn bà.